Trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ cặp BO3 giữa LG Red và Gearbuy Marine đã chính thức được bắt đầu. Hiện tại thì Gearbuy Marine đang khởi đầu với một đội hình chúng tôi đánh giá rằng họ có lợi thế hơn ở giai đoạn đi đường khá là nhiều. VW đánh tò rỉa đây rồi, bão sấm sét làm choáng Navy bị dính đại để chấn ngẹp, tức là đá ra. Người đánh trụ lại là Archie phải tốc biến và chiến công dành cho Sun Siêu. Anh ta vẫn cố gắng đánh ở lại, có bùa đỏ và thành công double kill. Kỹ năng W nữa của Levi và Xin lao vào. Xin đang gây khó dễ và Levi là người trong tầm ngắm, anh ta sẽ bị khiêu khích, anh ta bị dính đại địa chấn, anh ta lên bảng đếm số. Tiếp tục là Sun Siêu đang bị đánh, nhưng Saya mới là người nguy hiểm hơn. Saya, xin lỗi các bạn. Và tiếp đến là Archie vòng ra, anh ta bị giữ chân lại. No Way đang bị bắn chiều cuối và cú triple kill được dành cho Irene, vũ điệu tử thần đó. Và một sự xuất hiện cực kỳ bất ngờ đến từ Shin nữa, với súng cao su anh ta đủ thời gian để giữ chân các thành viên của phía Barry nữa. Vẫn tiếp tục lao lên và hàng tỷ cái khả năng giữ chân làm choáng từ bên phía của LG Red thành công. Họ sẽ lấy đi được cái trụ ở khu vực đường giữa này. Và có một điều mà với Galio, anh ta có thể phá bỏ hoàn toàn súng cao su lao lên làm trói chân tốt. Rất nhiều một sát thương tốc biến đi đến từ Archie, bão sớm xét bật lên giữa chân. Nhưng đầu bên này Akiro đang gặp nguy hiểm, có cú nộ long cước siêu hùng dáng thế nhưng nó xuống hơi muộn mất rồi. Và đây đang là những tình huống co quay. Các thành viên Gearbuy Marine họ muốn tấn công vào Green, nhưng Irene không hề tỏ ra lo lắng, anh ta khỏe. Đây là sân khấu tử thần được dùng ra, nhưng Sia bây giờ mới bật cái tôi kiên cường của mình lên. Chỉ cần một phát bắn chí mạng thôi là đơn giản nửa bình máu bay đi ngay tắc lự. Một pha súng cao su nhảy ra, họ được Sia có lý xin đi. Dùng phát bắn thứ tư hạ cũng được, không làm cho Sia, sân khấu tử thần vang lên. Anh ta bắn trúng được một phát, nhưng còn những pha làm chậm bằng súng cao su. Và đó là hai mạng cho bên phía của LG Red. Nhưng khu vực đường dưới này, Kennen cũng đã hạ gục được Irene rồi. Dịch chuyển và ngay lập tức có giao tranh nổ ra. Và chúng ta thấy Sun Siêu đang lao vào muốn tấn công vào No Way. Đại địa chấn được dùng vào No Way. No Way sẽ bị hất tung lên bởi chiêu cuối đến từ Irene. Anh ta bị dồn sát thương vào quá nhiều, No Way không thể nào mà sống nổi. Levi ở trong cái vòng chiêu cuối của Archie cũng không thể thoát đi được. Và đây mới là sân khấu tử thần được dựng lên. Quá nhiều hiệu ứng khống chế, không có một cơ hội nào cho Archie, cho No Way và Sia có thể bỏ chạy cả. Chưa hết nha, vẫn quay lại và bắt vào Levi, trói chúng rồi. Thì chạy đi đâu được đây, với một pha giao tranh mà quá nhiều hiệu ứng được chồng lên nhau, với siêu hùng dáng thế rất nhiều thành viên, với lá chắn Duran đến từ Irene cũng trúng quá nhiều người, những xạ thủ từ bên phía Gigabyte Marine không thể nào gây được sát thương và phải nằm xuống. Jack làm tốt những sự bất ngờ, những hiệu ứng chồng lên nhau, họ có chiến thắng trong pha giao tranh, có thêm con Baron, lợi thế bây giờ hoàn toàn nghiêng về bên phía của LG Red rồi. Dưới 50% máu, lao vào rồi làm choáng hai người có siêu hùng dáng thế được đè vào hất tung hai người. Bao sấm sét bật ra nhưng không nhiều. Wow, và cú đại địa chấn trúng ba thành viên. Và trong này thì Easy Love đang có thể chơi được hết, nhưng No Way bị kiệt sức. No Way bắn rất hay, No Way bắn khá tốt, anh ta được bảo vệ. Và đấy là một cú triple kill, hoặc chỉ đơn giản là double kill dành cho No Way. Rồi tiếp tục bắn và triple kill dành cho No Way khi anh ta tìm được người đầu tiên để bắn. Không có một tí không nào là một trang bị kháng phép cả. Và Sia đang có thể bị tấn công, nhưng anh ta có tốc biến, anh ta có thể W về đồng đội của mình thì có thể bỏ chạy. Nhưng Optimus đã bị giữ lại. Và đây là Xin muốn dụ những người này vào. Và Optimus thoát ra khỏi được cái này. Họ làm khá tốt và quay ngược trở lại giao tranh. Bắn là No Way, thoát đi là Irene. Và tiếp tục lao vào một lần nữa là Xin. Anh ta giữ chân được, nhưng ta chuyển về dạng đó là phân bào. Chưa, vẫn là giao tranh nổ ra khá là quyết liệt ở khu phía dưới. Chúng ta thấy Sun Siêu đang đánh nhau với cả Archie. No Way tốc biến lên, xin lỗi, No Way đang bị tấn công và anh ta phải tốc biến đi. Sia ở trong giao tranh thoát về bằng kỹ năng W của mình, nhưng nó vẫn đang hơi khó để cho anh ta bỏ chạy được nòng súng của Easy Love. Sân khấu tử thần vang lên, Optimus đang bị nhắm đến và Optimus sẽ lên bảng không. No Way mới là người dính cái phát bắn sân khấu tử thần cuối cùng. No Way vẫn đang cố gắng bắn từng đòn ngược lại. Xin lao vào, xin chuyển về dạng phân bào. Archie đang ở đây, Archie muốn lao vào nhưng khó cho Archie. Nào đây rồi, thành công, hạ gục được Kelly Lee Sin từ đằng trên, end cũng game đã nằm xuống. Chắc đây chắn end game sẽ là một pha quét sạch dành cho LG Red sau khi Sun Siêu một vài cú đánh cuối cùng mình vào thẳng mặt của Archie. Và chiến thắng đầu tiên này sẽ dành cho LG Red, rất bất ngờ với những cái kỹ năng, khả năng tập trung lại với nhau cực kỳ tuyệt vời đến từ LG Red. Tôi đang nghĩ đến một trận đấu chiến thắng dành cho LG Red và nó đã là hiện thực rồi. Đây không phải là một điều mà chúng ta không thể tin vào mắt mình được nữa. Nó là điều đã thành hiện thực.
Và LGZ đã giành chiến thắng trước Gear Bimarin trong trận đấu. Và bây giờ trận đấu đã chính thức bắt đầu, và với con rồng khởi động đầu tiên trận đấu này, đó là con rồng đất. Đây sẽ là nơi tranh chấp khá nhiều đây. Những game thủ chuyên nghiệp thì họ nhảy số này rất là nhanh. Và kể cả với những tình huống này thì đó là một pha mà Optimus không biết chui từ đâu ra. Anh ta di chuyển rất nhanh vào đây, nhưng Easy Love vẫn đang cố gắng gắng gượng. Và anh ta chưa phải lên bảng đếm số. Đến bây giờ thì Gigabyte Marine đã trình diễn một pha băng trụ gần như là hoàn hảo về mặt chịu sát thương của tất cả mọi thành viên. Sun Siêu đã dịch chuyển từ trước để lên trụ đường sau khi anh ta phải đi về. Và tính được thời gian đó, nhưng bây giờ họ chưa muốn dừng lại hai lần nội tại rồi. Chưa có lần thứ ba, nhưng đó là kén nhện và sẽ là nuốt đến từ Tam Ken. Và người ăn mạng thật là may mắn lại là No Way. Và một đội ăn được cái nhà lính ở phút thứ 15, thêm cả con sứ giả cái nứt được ăn bởi No Way phía dưới này. No Way đang găm quá nhiều tâm vào người của Sin. Và khi găm tâm như vậy, đưa thêm một người đến, thì kể cả Irin có 4 cái chiêu cuối, tôi nghĩ rằng cũng không thể nào mà thoát đi được bởi tâm anh ta bị găm đầy người. Những cái bẫy thì cấp độ này không thể nào đặt quá nhanh được, nhưng giai đoạn cuối trận thì họ rất khó có thể bảo vệ được. Rồi, quét tan kẻ yếu, tung người sức mạnh chỉ để gây áp lực mà thôi. Và cái trụ này vẫn đang bị tấn công quá mạnh liệt. Thì bây giờ Irin đang muốn hướng vào với cái lưỡng giới đồng quy của mình. Anh ta vào rồi đấy, nhưng rồi sao? Không thể gây thêm bất kỳ hiệu ứng gì, anh ta bị làm choáng. Tiếp tục bị làm choáng, tiếp tục bị dồn sát thương. Và đó là hai điểm hạ gục dành cho Gearbyte Marine. Sau đó tập trung lại với nhau hoặc là chia cho đẩy ba đường nếu như họ muốn tên chắc tí, là họ có thể giành được chiến thắng một cách rất ổn. Nhưng trong khi đó Archie đang bị bắt ba người, tốc biến đi né được chiêu cuối làm chậm tốc biến lên để tuyết tê tái. Họ kích hoạt được cái đánh ngát ngư xong rồi, nhưng phải cần tới ba người mới giữ chân được con thần cá sấu này. Nào bây giờ Akeno dựng một cái khiên mà vẫn đang khiến cho anh ta bị đánh, và anh ta bị rút tầm gần như vừa lên bảng điểm số. Cú quét trúng hai thành viên và làm choáng chúng Easy Love nữa. Mọi thứ nó dồn dập quá và không có một cơ hội nào cho cảnh sát trưởng Caitlyn cả. Gearbyte Marine sẽ kết thúc trận đấu này, và gần như chắc chắn là như vậy. Và kể cả LGZ có làm gì, họ có cản bước được Gearbyte Marine trong thời điểm hiện tại, thì trận đấu cũng chỉ được tính bằng khoảng tầm 1 phút nữa thôi. No Way bắn ở phía trên này mà không có ai làm gì được anh ta cả, khi anh ta có những con lính để đi đằng trước, và Gragas mà không có được một cái góc hẹp, một cái góc mà thực sự đẹp, thì làm sao có thể lao vào đây. Xin buộc phải lao ra, nhưng khi cú chiêu cuối này được dùng thì tất cả mọi thứ có lẽ đã là tan biến rồi. Khi Sia lao vào cùng với No Way đánh nốt những người còn lại, một chiến thắng dành cho Gearbyte Marine, và chúng ta sẽ có game đấu thứ 3. Và khi trận 1 họ đã đánh mất bản lĩnh của mình, thì trong ván đấu 2 họ đã thể hiện rằng họ vẫn là một trong những đương kim vô địch hàng đầu trong giải đấu Mountain Dew Championship Series này. Trận đấu thứ 3 giữa LG Red và Gearbyte Marine chính thức được bắt đầu. Một trận đấu đôi công ở tất cả mọi nơi, bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn qua một cách đơn giản thôi, thì ngoài trừ Tam Ken ra không có một vị tướng nào có thực sự khả năng bảo vệ cả. Né được, sau đó quay trở lại ăn đi những con người đá. Bây giờ làm choáng thành công, không còn tốc biến nữa, nhưng năng lượng của Irene cũng đang gần hết rồi, ý lực vẫn còn. Có những lớp giáp phép được bật ra và dùng những đòn đánh tay không có tầm nhìn rất hay nha, nhưng có giết được không? Là chiến công đầu của Optimus với việc sử dụng lợi thế không có tầm nhìn bên phía đối phương, nhưng cuối cùng anh ta cũng phải trả giá trước nanh vuốt của Shin. Nên cầu toàn hơn. Bây giờ khi Shin ở một cái thế mà đang bị tấn công như thế này thì hơi khó rồi. Sia sẽ tốc biến lên, chắc chắn là như vậy, thêm kiệt sức nữa để cho mọi thứ nó tuyệt vời hơn. Và Shin không còn một cơ hội nào để có thể bỏ chạy được cả, đến khi mà Levi hồi lại được kỹ năng E. Hồi lại chưa? Tốc biến lên. Và vẫn có cơ hội. Và đó là Sia khi đang bị đánh rất nhiều. Anh ta cố nuốt, anh ta cố gắng lấy điểm hạ gục nhưng không được rồi. Họ đang chờ dịch chuyển để có những pha gánh tốt, và bây giờ Levi đang rình rập ở đây. Xin ra tốc biến chưa hồi, thì anh ta liệu có chạy được không đây? Nào, tốc biến lên, hất tung thành công, nhưng tốc biến lên tốt, né được chiều nhưng chưa hạ gục được Irene. Optimus cuối cùng cũng hạ gục rồi, nhưng bây giờ anh ta quay trở lại trả sát thương vào Xin, phải đánh đu lên để né đi những chiêu thức, và chắc chắn đó sẽ là đáp không. Không được, Xin đang là người có lợi. Cuối cùng thì ngọc đá cùng tan. Nhưng thực sự nguồn sát thương của anh ta không thể nào đọ lại một chiếc kiếm BF đến từ No Way. Vẫn đang cố gắng vào và làm choáng thành công. Một lượng sát thương là khá lớn, Optimus phải tốc biến đi. Xin đang cố gắng đuổi theo và trói chân thành công kìa. Đấy là một tình huống thi đấu khá là tuyệt vời, thêm cả cú làm choáng nữa. Vừa mới khen xong, vừa định khen xong
thì anh ta thể hiện tệ luôn. Và bây giờ lao lên tấn công rất mạnh, có cú Thanh Trừng. Ô, tốc biến đi outplay, nhưng Levi đã giúp cô lại bóp rồi, tự bóp đồng minh của mình rồi. Bảo thủ cho cái lấy lên đồ đấy của mình. Ô, có chiêu cuối của Achi nhưng nó chưa làm choáng này cả, đánh đu về phía sau. Đại chiêu cuối của Kiên không siêu thành đang công. Bắn. Và bây giờ Easy Love cố gắng bỏ chạy, Easy Love không thể nào mà bắn được một cú chiêu cuối, nhưng Sia đã nuốt Lucian vào. Và khi Lucian trở ra, anh ta có tốc biến đi làm gì nữa, trời ơi. Ôi, dưới kia thì Optimus cũng giết được Akeno luôn. Tiếp theo là Shin double kill dành cho Optimus. Đây là một pha quét giờ hoàn toàn thành công. Qua cái bước phản xạ đầu tiên của đối phương đấy, đối phương di chuyển thì tiếp tục họ mới tung ra những cú kèn nhện với độ chuẩn xác cao hơn. Optimus đang muốn vòng ra đằng sau và anh ta bị hất tung lên, quá nhiều những nguồn sát thương dồn vào. Anh ta được Sia cứu và phải thoát đi. Tốt. Achi, và đấy là Akeno. Shin đang bị bắn nhưng có Irin tới. Irin có làm choáng được ai hay không, tạm thời vẫn là chưa, nhưng đã có Lucian tới. Levi bị một cú chí mạng 1000 sát thương đến từ cái sân khấu tử thần, cú chói là thành công đến từ Easy Love lại nuốt vào. Sia đang là một trong mấu chốt để có thể cho những thành viên mình thoát đi. Achi đang từ đằng sau, còn có chiêu cuối anh ta đang bắn những pha bắn đầu tiên, trong khi No Way ở tiền tuyến bên kia kích hoạt giao điện hạ gục được một thành viên, có bão sấm sét được bật lên. Các người chơi bên phía của LGRed đang dần dần phải nằm xuống, nhưng có họ lẽ chỉ dừng ở đây thôi. Sia quá, họ cố quá đuổi theo Sia và điều đấy khiến cho họ phải rơi vào thế khó. Lại là một cú kén nhện tung ra cực kỳ bất cẩn đến từ anh chàng Shin, và nó khiến cho Optimus lúc này sẽ chắc chắn nhảy xuống và tiếp tục ăn máu chờ đợi. No Way tốc biến lên không, tạm thời là chưa và lùi lại. Và bây giờ lợi dụng thời cơ ăn rồng, họ đang đánh lại trụ rất này. Nhanh lại nữa, lại là một cú kén nhện hơi thực sự thiếu nắn nót và sẽ là một pha bánh mì kẹp thịt, nhưng liệu có kẹp được cái đống nhân này hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Levi đang chọn là săn siêu nhưng anh ta lượm rau gắp thịt, và ngay lập tức Irin lên bảng đếm số và Levi thoát đi được Akeno đang bị bắn tới tấp bởi No Way. No Way không bị ai tấn công cả. Một cú chiêu cuối được sử dụng ra nhưng có Sia đứng đằng trước. No Way tiếp tục bắn vào Easy Love, bắn tiếp tục vào Easy Love, đặt một cái bẫy ở dưới chân. Easy Love đã bỏ chạy rồi. Bắn và tiếp tục bắn, có Shin tới nhưng rồi sao, nuốt vào rồi. Thả ra là No Way bắn một cú chí mạng cho một quadra kill quá đẹp cho No Way. Vào giao tranh mà không có chiêu cuối thì Kennen chỉ đơn giản là một con bài bắn bình thường thôi, không thực sự quá nhiều tác dụng. Đây là giảm đi khả năng dồn sát thương và No Way lại lùi lại. Quả thật mà No Way rất dễ chơi trong trận đấu này, lại được đồng đội kiến tạo một cách hoàn hảo cú triple kill. Bây giờ không còn chiêu cuối nữa để cho No Way ăn cái quadra kill thứ hai của mình, nhưng một điều chắc chắn là Gigabyte Marine họ sẽ có được 3 điểm sau pha quét sạch này. Và lại là pha kiến tạo đến từ Levi cùng với Optimus bọc hậu từ đằng sau, trước những việc mà đội hình của họ đang bị đẩy ra phía ngoài, và họ đã giành chiến thắng cực kỳ tuyệt vời trong ván đấu thứ 3 khi đối đầu với cả LGRed.